Em xin chào các bác ạ, em là Thu Hoài ở xưởng đồ Đồng Tường Phát. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác bộ ngũ sự song long trồng nguyệt mẫu mới nhất của năm 2024. Đây chính là bộ nắp lồng nổi cuốn thư. Chọn bộ thì sẽ gồm 5 món, một đỉnh đồng là cao 66cm, 2 hạc là cao 68cm và 2 chân nến là cao 47cm. Tổng trọng lượng của cả bộ là 31-32kg đồng cát tút và được đúc thủ công 100%. Về phần nắp đỉnh, được thiết kế nổi bật với ba chữ Đức Lưu Quang trên nền cuốn thư. Cùng với đó là cặp song long trầu nguyệt được dát vàng 24K rất là nổi bật và sắc nét. Nghê là nghê dáng đứng hóa lân vần cầu. Từ tai nghê, vảy nghê cho đến là đuôi nghê thì đều được các bác nghệ nhân là mài rũa rất là sắc nét và thần thái. Nghê là được biểu tượng trưng cho trấn giữ nhà cửa và thu hút tài lộc cho gia chủ. Tiếp đến là phần đường triện ở miệng đỉnh, được thiết kế nổi bật với 5 đồng xu hoa mai. Đây là một biểu tượng may mắn trong phong thủy và văn hóa tâm linh của người Việt. Biểu tượng này thì được sử dụng rất là rộng rãi nhằm thu hút tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Tiếp đến là ba chữ phúc lộc thọ, được dát vàng và đúc nổi trên đền gấm rất là sắc nét. Về phần bụng đỉnh thì độ phình rất là to, nổi bật với cặp song long trầu mặt nguyệt, được đúc nổi rất là dày dặn và to đẹp. Từ đầu rồng, thân rồng cho đến vảy rồng đều được các bác nghệ nhân nhà em mài giũa rất là kỹ càng. Điều đặc biệt là hai viên ngọc rồng cũng như là mặt nguyệt thì đều được dát vàng 24K cho các bác ạ. Hai tai mây và ba chân quỳ tam lân thì nhà em đúc liền nguyên khối. Từng cái vân mây thì đều được mài giũa rất là kỹ càng, cũng như là vân gấm được dập trên tai mây. Ba chân quỳ tam lân thì được thiết kế to hơn, tạo cảm giác vững chãi và uy nghi cho cả bộ đỉnh. Tiếp đến là đôi hạc. Đôi hạc đây là hạc cánh tiên, ngậm chùm sen. Từ lông hạc, chân hạc cho đến thân cụ rùa đều được các bác nghệ nhân nhà em mài giũa rất là sắc nét và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Về phần chân nến thì là chân nến hoa văn chạm khắc tứ linh, long ly quy phượng. Chân nến được đúc rất là dày dặn và vững chắc. Điều đặc biệt là trên đài sen thì ở mỗi cánh hoa sen là đều được chạm khắc hình Đức Phật rất là linh thiêng và thể hiện lòng thành kính khi thờ phụng. Khi các bác mua chọn bộ đỉnh đồng thì em có gửi tặng đến các bác một hộp xương trồng xứ Huế và một chiếc song trầm bằng đồng dát vàng 24K của xưởng Tường Phát nhà em ạ. Nhà em thì miễn phí giao hàng toàn quốc, để các bác nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái, ưng ý đúng mẫu mã và chất lượng thì các bác mới nhận và thanh toán ạ. Khi nhận hàng thì em có gửi đến các bác một phiếu bảo hành trọn đời cũng như là phiếu kiểm nghiệm đồng và phiếu kiểm nghiệm vàng 24K. Các bác quan tâm đến bộ đỉnh thì vui lòng các bác để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số hotline trên màn hình thì em Hoài sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác được rõ hơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau ạ.